Xin chào mọi người, mình là Tiểu Vi, Hoa hậu Việt Nam 2018. Như mọi người cũng đã biết, Hạ Long chính là kỳ quan thiên nhiên của thế giới, với cảnh sắc thiên nhiên vô cùng hùng vĩ, tráng lệ và hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi toàn diện. Vì vậy, nơi đây chính là điểm đến du lịch yêu thích của Tiểu Vi. Và cũng chính hôm nay thì Tiểu Vi sẽ giới thiệu với tất cả mọi người một điểm đến du lịch với nhiều điểm nhất, cao nhất, vị trí đẹp nhất, thiết kế kiến trúc đẹp nhất. Đó chính là A La Carte Hạ Long Bay, tòa tháp khách sạn và căn hộ mặt vịnh cao nhất Hạ Long. Vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ của vịnh Hạ Long chẳng hề xa lạ với tất cả chúng ta. Nhưng ngắm nhìn Hạ Long trên đỉnh tòa tháp cao nhất Hạ Long, dự án A La Carte Hạ Long Bay từ tầng 41 với độ cao 157,95m thì khiến Tiểu Vi thực sự bất ngờ và mang lại rất nhiều cảm xúc, trải nghiệm khác biệt. Từ thủy phi cơ, Tiểu Vi có thể thấy được vị trí tuyệt đẹp của dự án. Nằm tại tâm điểm sáng chói nơi mặt vịnh Hạ Long, giữa trung tâm sầm uất của bán đảo 2, khu đô thị Hạ Long Marina, chính là dự án A La Carte Hạ Long Bay. Hiện giờ Tiểu Vi đang ở độ cao gần 158m. Đây cũng chính là độ cao tương đương với tầng 40-41 của dự án. Trong tương lai sẽ là hai bể bơi vô cực và rooftop bar cao nhất Hạ Long. Tiểu Vi đang tưởng tượng được hòa mình vào làn nước trong xanh tại bể bơi vô cực và thu trọn toàn cảnh vịnh Hạ Long trong tầm mắt khi hoàng hôn trải dài trên vịnh. Quả thật là một trải nghiệm ấn tượng và đáng mong chờ, đúng không ạ? Các căn hộ kính càng trong suốt của dự án đều sở hữu cho riêng mình các tầm view đắt giá khác nhau. Từ căn hộ nhìn về hướng Tây Nam sẽ là quảng trường biển, phóng tầm mắt xa hơn là toàn bộ vịnh Hạ Long, đảo Tuần Châu và sân golf. Nhìn sang hướng Đông Nam, đây là hướng có tầm nhìn đẹp nhất về phía vịnh và tổ hợp resort 5 sao Intercontinental Hạ Long, khu phố Little Việt Nam, hồ cảnh quan rộng hơn 13 hectare và cầu Bảy Cháy, vòng quay mặt trời lung linh về đêm. Về hướng Đông Bắc, có thể thấy view dải phố đi bộ sầm uất Marina Square, hồ cảnh quan, đồng thời view núi và thành phố. Hướng view Tây Bắc có thể thấy tổ hợp mua sắm Harbour Bay và Aqua City Hạ Long tại bán đảo 1 của khu đô thị Marina Hạ Long. Đặc biệt, đây là hướng lãng mạn nhất của dự án khi sở hữu vị trí ngắm hoàng hôn đẹp nhất bên vịnh di sản. Từ trên độ cao này, có thể thấy được rõ nét vị trí tâm điểm của dự án A La Carte Hạ Long Bay, nằm giữa rất nhiều những tiện ích đa dạng xung quanh. Và Vi tin rằng trong tương lai, A La Carte Hạ Long Bay sẽ là nơi nghỉ dưỡng cũng như giải trí lý tưởng nhất khi mà các bạn đến với Hạ Long. Long đẹp và quyến rũ không chỉ bởi thiên nhiên núi non hùng vĩ mà còn bởi nhịp sống năng động hiện đại. Giờ đây với A La Carte Hạ Long Bay, chúng ta có thể sở hữu vẻ đẹp của Hạ Long cho riêng mình. Kề bên dự án là khu phố mua sắm Harbour Bay, mang đậm phong cách địa trung hải rực rỡ sắc màu. Cách A La Carte Hạ Long Bay vài bước là Marina Square, dãy phố đi bộ và mua sắm sầm uất, náo nhiệt mang đậm hơi thở sang trọng của những dãy phố tân cổ điển phương Tây. Mọi người cũng có thể dễ dàng tìm kiếm cho riêng mình không gian văn hóa đặc sắc và những góc nhỏ quy tụ những tinh hoa kiến trúc của Việt Nam qua những dãy phố Little Việt Nam.
có thể thấy, dự án đang được khẩn trương triển khai thi công. Chỉ mai đây thôi, khi được đưa vào hoạt động và vận hành, ở La Khạc, Hạ Long Bay hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm giải trí và nghỉ dưỡng thượng lưu bậc nhất dành cho du khách.